Xuân Vĩ xin chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh YouTube Nhà đất Kiên Giang. Trước mặt quý vị và các bạn chính là một căn nhà phố hiện đại được thiết kế theo cách tân cổ điển. Căn nhà này tọa lạc trong một con đường nhánh thuộc trục đường Từ Vũ, phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá. Và con đường nhánh này có độ rộng lên đến 5m. Đường này thì xe ô tô có thể vào được đến tận nhà, rất là thoải mái luôn quý vị. Căn nhà có hướng chính là hướng Tây Bắc và được xây dựng trên một nền đất có diện tích khá lý tưởng lên đến 146m2. Với chiều ngang 4,5m và chiều dài 32m, trong đó chúng ta sẽ có 76,5m2 là đất ở tại đô thị. Nhìn chung đây là một khoảng không gian rộng rãi thoải mái ngay tại khu vực trung tâm của thành phố. Bởi vì từ đây thì quý vị chỉ mất khoảng 5 phút chạy xe là chúng ta đã có thể đến được ngay khu vực chợ 30 tháng 4, và thêm khoảng tầm 5 phút nữa là chúng ta có thể đến được ngay vị trí của khu vực bến tàu Phú Quốc một cách cực kỳ nhanh chóng. Căn nhà có phần sân trước được thiết kế với độ rộng 5m. Và sân này thì quý vị có thể đậu được xe ô tô cực kỳ thoải mái. Và bên trong cũng được trang trí tạo những cái điểm nhấn, cũng như là có những cái bồn bông để chúng ta có thể trồng một số loại cây cảnh yêu thích. Và phần sân này cũng được bảo vệ bằng hệ thống tường rào bê tông cốt thép kết hợp với phần cổng đầu sắt. Căn nhà có hệ cửa xây dựng vật liệu nhôm sinh pha kết hợp với kính cường lực. Và mặt trước cũng được ốp gạch đá bóng kiến rất là sang trọng. Và chúng ta sẽ có hai cái đèn treo ở hai bên, nhìn là nó đúng cái chất tân cổ điển. Và bên trong sẽ là một căn phòng khách được thiết kế với độ rộng 4m7, gần 5m, và có những cái mảng tường được đắp những cái phào nổi cùng với những cái phào chỉ màu vàng theo phong cách tân cổ điển. Và bên trái chúng ta sẽ có một vách tivi với những cái kệ tủ để quý vị có thể bài trí những cái vật phẩm lên đây rất là tiện lợi. Và không dừng lại đó, chủ đầu tư cũng tặng kèm cho quý vị một bộ sofa cực kỳ sang trọng. Căn nhà có phần gạch nền là gạch đá bóng kiến kích thước 80-80, và toàn bộ hệ trần đều được lắp thạch cao kết hợp với hệ thống đèn led chiếu sáng cực kỳ sang trọng. Bên trái phòng khách sẽ là hành lang dẫn ra khu vực phía sau nhà. Do căn nhà có chiều dài lên đến 32m, cho nên chúng ta sẽ có một cái khoảng không gian hướng về phía chiều dài rất là thoải mái luôn quý vị. Và bên cạnh phòng khách sẽ là căn phòng ngủ đầu tiên với cửa nhôm kính mờ. Bên trong là một khoảng không gian rộng hơn 10m2. Chúng ta sẽ có chiều ngang là 3m2 và chiều dài cũng là 3m2. Bên cạnh đó sẽ là căn phòng ngủ thứ hai cũng cùng diện tích hơn 10m2. Chúng ta sẽ có chiều ngang là 3m2 và chiều dài cũng là 3m2. Và nối tiếp với căn phòng ngủ thứ hai, chúng ta sẽ có một không gian để bố trí phòng vệ sinh. Phía trên cũng được lắp một cái giếng trời để có thể tận dụng được nguồn ánh sáng từ bên ngoài. Và đây chính là khu vực của phòng vệ sinh nè quý vị. Được ốp gạch rất là sang trọng với mặt trước nè. Chúng ta sẽ có lavabo và gương soi bố trí phía bên ngoài. Lavabo có hệ thống đèn cảm ứng để chúng ta có thể tiện sử dụng vào ban đêm. Và ở đây cũng có một cái mảng tường sơn một cái màu xám, lắp một cái hệ đèn ở đây, nhìn nó rất là sang trọng. Và căn nhà sẽ có tất cả là hai phòng vệ sinh, trong đó có một phòng vệ sinh dùng chung được bố trí ở khu vực phía bên ngoài với không gian rộng rãi thoải mái, ốp gạch phun tường, trang bị đầy đủ các trang thiết bị cần thiết. Tiếp đó chúng ta sẽ có căn phòng master được bố trí ở ngay bên cạnh phòng bếp. Căn phòng với cửa nhôm kính mờ, bên trong là một khoảng không gian rộng 14m2 với chiều ngang là 3m2 và chiều dài lúc này là 4m4, bố trí phòng vệ sinh riêng với lavabo gương soi lắp đặt ở bên ngoài. Và chúng ta sẽ có một căn phòng vệ sinh với không gian vừa đủ dùng, ốp gạch phun tường, trang bị đầy đủ các trang thiết bị cần thiết. Và không chỉ vậy, chủ đầu tư cũng bố trí sẵn phần nội thất cho căn phòng master. Như chúng ta có thể thấy là cái phần tường cũng được ốp một cái lớp nhựa PVC nè. Rồi chúng ta sẽ có cái hệ tủ để có thể chứa quần áo, vật dụng cá nhân với chất liệu gỗ MDF cực kỳ sang trọng. Hệ trần sẽ là trần thạch cao kết hợp với đèn led chiếu sáng. Và sau cùng chúng ta cũng được trang bị sẵn một giường đôi chất liệu gỗ, cùng với đó là một bàn trang điểm cực kỳ sang trọng luôn quý vị. Tiếp đó chúng ta sẽ có một căn phòng bếp. Và như quý vị đã thấy, một không gian cực kỳ rộng rãi, hơn 8m, cụ thể là gần 8m rưỡi nha quý vị. Bao gồm có vị trí phòng bếp kết hợp với một cái khoảng sân sau. Ở đây thì chủ đầu tư sẽ không làm cái phần ngăn cách, nếu quý vị cần thì có thể làm thêm một cái lớp cửa. Tuy nhiên mình thấy như thế này thì nó ok hơn, tức là nó sẽ giúp cho cái không gian nó rộng rãi thoải mái hơn, và chúng ta sẽ tận dụng được tốt hơn cái phần đất của căn nhà. Ngay tại vị trí phòng bếp thì chúng ta cũng được tặng kèm sẵn một bộ bàn ăn với 6 ghế ngồi, chất liệu là mặt đá và ghế da. Bên cạnh đó không thể thiếu là một hệ thống kệ bếp tủ bếp chất liệu gỗ MDF có phủ bóng. Và chúng ta sẽ có kệ bếp là đá hoa cương, phần tiếp giáp cũng được ốp gạch rất là sạch sẽ luôn quý vị.
Phía trên trần cũng là hệ trần thạch cao vượt cấp với đèn hắt và hệ đèn treo cực kỳ sang trọng. Và số cùng, nằm ở khu vực phía cuối căn nhà, chúng ta sẽ có một cánh cửa hậu dẫn ra một cái khoảng sân sau với độ rộng khoảng 1m2 nằm ở phía cuối căn nhà. Phía sau này thì chúng ta còn rất là nhiều đất trống, cho nên hiện tại thì cái view rất là thoáng, rất là mát. Nhưng mà trong tương lai thì khi mà những cái chủ đất này họ xây nhà hết á, thì chúng ta sẽ có một cái khu vực cực kỳ đông vui luôn quý vị. Như vậy là mình đã vừa dẫn quý vị và các bạn đi tham quan một vòng căn nhà phố hiện đại mang phong cách tân cổ điển, mới vừa hoàn thiện, tọa lạc tại vị trí đường nhánh thuộc trục đường Từ Vũ, phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá. Con đường nhánh có độ rộng 5m, xe ô tô vào đến tận nhà. Và tất nhiên căn nhà cũng được thiết kế sẵn sân đậu ô tô, cực kỳ tiện lợi cho những quý vị nào có xe ô tô riêng. Căn nhà có hướng chính là hướng Tây Bắc và được xây dựng trên một nền đất có diện tích ngang 4,5m, dài 32m với 76,5 là đất ở tại đô thị. Và đặc biệt là căn nhà cũng tọa lạc ngay tại vị trí trung tâm của thành phố, chúng ta chỉ cách chợ 30 tháng 4 độ khoảng tầm 5 phút chạy xe máy thưa quý vị, và cách bến tàu Phú Quốc độ khoảng tầm 5 phút nữa, tức là khoảng tầm 10 phút chạy xe máy là chúng ta đã có thể đến được vị trí của bến tàu Phú Quốc. Và đây cũng là một căn nhà có không gian sử dụng rộng rãi thoải mái với đầy đủ công năng, cực kỳ thích hợp cho những quý vị nào muốn có một không gian sử dụng rộng rãi nhưng mà vẫn không xa rời khu vực trung tâm, thì đây là căn nhà mà quý vị nên lưu ý. Và hiện tại căn nhà đã được chào bán với mức giá là 2 tỷ 050 triệu đồng, có thương lượng và hỗ trợ với 4 ngân hàng. Và nếu quý vị nào quan tâm đến căn nhà này, vui lòng liên hệ trực tiếp qua số điện thoại xuất hiện trên video clip này nhé. Video clip của mình đến đây xin được kết thúc. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị vào các video clip tiếp theo.